Chào mọi người nha. Hôm nay Lan Lai tặng quà nha. Chào Hà Hồng Hớt nha. Chào Nguyễn Ngọc Hà. Hôm nay tặng quà cho mọi người nha. Có vẻ như là mạng hơi yếu. Mọi người có nhìn thấy rõ không? Vừa lại lọt báo là mạng yếu. Mọi người vô đi, lúc nữa Lan sẽ tặng quà nha. Hôm nay sẽ có rất nhiều quà cho mọi người nha. Lan bán mỹ phẩm nha, nên là sẽ chỉ tặng quà mỹ phẩm thôi. Hôm nay sẽ tặng nhiều quà cho mọi người nha. Đặc biệt là hôm nay bạn nào thích cái tẩy da chết nha, mình sẽ tặng tẩy da chết nha. Tặng tẩy da chết cho mọi người nha. Quà gì thế chị? Hôm nay tặng nhiều thứ lắm. Đầu tiên là sẽ tặng mọi người tẩy da chết này. Đây là tẩy da chết bên chị nha. Cái hộp này có giá là 100.000 nha. 100.000 tẩy da chết nha. Hôm nay ai thích thì Lan sẽ tặng cho người đó nha. Tiếp theo là sẽ tặng mặt nạ này, mặt nạ và BB cream nhá. Mặt nạ và BB cream cho mọi người nhá. BB dạng gói nhá, để mọi người thử nhá. Mặt nạ và BB gói nhá. Ngoài ra thì sẽ tặng mọi người tiền. Nhưng mà cái tiền đó sẽ được quy vào khi mà mọi người mua sản phẩm bên Lan ấy, thì sẽ tiền đó sẽ được tính ra là tiền mua hàng nha. Chào Trần Loan và chào Thắng thân thiện nha. Mọi người chia sẻ là livestream cho Lan nhé. Lúc nữa mình sẽ bắt đầu chơi game nha. Chào mọi người, chào mọi người. Ai thích son thì Lan cũng sẽ tặng son luôn nhá, tặng son Ninh Hương nhá. Ai thích son cũng sẽ tặng son nhá, tặng son này, tặng tẩy da chết này, tặng mặt lạ này, tùy mọi người nhá. Tặng tiền nữa, tiền từ 50 đến 100.000 nhá. Nhưng mà cái tiền đó sẽ được quy ra để mọi người mua sản phẩm mỹ phẩm luôn nhá, sẽ tính vào tiền hàng nhá. Chào Hà Yên. Tặng tẩy da chết nhá, tặng son nhá, mặt nạ nhá, BB. Ai thích gì thì tặng ấy nhá. Rất nhiều. Mọi người chỉ việc nhận quà thôi chứ không cần phải trả phí ship gì đâu nhá. Chị ơi, chia sẻ 20 được tặng gì chị? Chào Ngọc Minh. Ai mà chia sẻ vào nhiều nhóm nhất chụp màn hình và gửi lại cho chị sẽ tặng son, ok không? Ngọc Minh tặng son nhá, son Ninh Hương nhá. Son nì ăn được hoàn toàn thiên nhiên nhá. Ai chia sẻ và chụp lại màn hình nhiều nhất gửi inbox cho Lan sẽ tặng người đó một cây son Linh Hương nhá. Son này thì trị giá là 195.000 nhá. 195.000 một cây son Linh Hương này nhá. Đây là son nì ạ. Son nì độ bám tốt, hoàn toàn thiên nhiên và ăn được nhá. Lan đã làm một cái video livestream ăn son rồi đấy ạ. Mọi người hãy chia sẻ nhá. Nhớ là chia sẻ lên trang cá nhân của mình 2 lần và chia sẻ vào nhóm chợ 5 lần nhá. Còn nếu như ai thích gel thì gel tẩy tế bào chết thì chị sẽ tặng gel tẩy tế bào chết luôn nhá. Chào em Trâm Tuyền. Chị mọi người nhớ chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và chia sẻ lên nhóm chợ 5 lần nhá. Hôm nay sẽ có rất nhiều quà và game rất là vui ạ. Lan bán
bán mỹ phẩm nhá, lên quà của Lan tặng sẽ là mỹ phẩm nhá. Mỹ phẩm Lan bán là mỹ phẩm thiên nhiên linh hương hàng Việt Nam nhá. Nó có giấy chứng nhận của Bộ Y tế hoàn toàn là an toàn và có tem của Bộ Công an. Ngoài ra thì sản phẩm của Linh Hương còn có bắn mã vạch luôn nha mọi người. Nên là mọi người hoàn toàn có thể tra nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cũng như là cái thành phần hay là độ an toàn của nó như thế nào nhá. Mọi người nhớ chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và chia sẻ lên nhóm chợ 5 lần nhá. Chia sẻ mọi người chia sẻ đi, em vào muộn quá. Không muộn đâu, chị cũng vừa mới bắt đầu Thúy ạ. Hôm nay chị sẽ tẩy tặng mọi người tẩy tế bào chết này, tặng son này, tặng mặt nạ và tặng BB gói nhá. Mặt nạ thì Lan sẽ tặng cho mọi người là 3 miếng mặt nạ cùng với 2 gói BB luôn nhá mọi người. Em chia sẻ 5 lần trang cá nhân và 20 lần lên nhóm chụp màn hình. Em tặng chị em ơi, chị sẽ tặng cho ai mà chia sẻ nhiều nhất này em nhá. Nếu như mà có ai đó mà chia sẻ nhiều hơn em thì chị cũng sẽ tặng quà cho người đó nhất chứ. Không, chị không quy định là chia sẻ lên 20 nhóm em nhá. Chia sẻ càng nhiều thì sẽ cơ hội tặng quà càng nhiều nhá em. Hôm nay Lan có rất nhiều cái gel tẩy tế bào chết nha mọi người, cực kỳ nhiều nên là mọi người hãy cứ chia sẻ nhiều đi ạ. Có cực kỳ nhiều luôn, quá nhiều gel tẩy tế bào chết nha. Mọi người chia sẻ đi ạ. Ngoài hôm nay Lan tặng quà thì Lan sẽ còn tặng cho mọi người từ 50.000 đến 100.000. Nhưng cái tiền đó sẽ là quy ra cái khi mọi người mua sản phẩm nhá. Khi mua sản phẩm thì Lan sẽ tặng cho mọi người từ 50 đến 100.000 nhá. Cái tiền đó sẽ được tính vào tiền khi mọi người mua sản phẩm để dùng nhá. Sản phẩm bên Lan là Lan bán hàng mỹ phẩm nhá. Mỹ phẩm thiên nhiên nhá mọi người. Mỹ phẩm thiên nhiên linh hương nhá. Trâm ơi, à em Tuyên ơi, em Tuyên đã đỡ ốm hơn chưa? Mọi người chia sẻ đi, chia sẻ để chúng ta sẽ bắt đầu chơi game nào. Game hôm nay sẽ rất là hấp dẫn nha mọi người. Lan đã chuẩn bị hết rồi. Ở đây Lan có 2 câu hỏi để chơi game nhá. Game kỳ nào hấp dẫn nhá. Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Mọi người chia sẻ đi nào để chúng ta sẽ bắt đầu chơi game nhá. Chào mọi người nhá. Em chia sẻ làm đủ rồi. Ok em Ngọc Hà nhá. Chào em Hương nhá. Hương ơi, hôm nay sẽ tặng kem tẩy tế bào chết nhá. Đây là lúc nữa hãy chơi game để tặng quà nhá, tặng tẩy tế bào chết này, tặng son này, tặng mặt nạ và BB gói nhá.
hôm nay sẽ tặng cực kỳ nhiều quà. Ngoài ra là chị sẽ tặng luôn cả tiền từ 50 đến 100 nghìn. Khi mà mọi người mua sản phẩm nhá, sẽ được chiết khấu vào tiền mua hàng luôn nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và chia sẻ 5 lần vào nhóm chợ nhá. Ôi, cái phây Hoàng Lan bị khóa lên là cứ phải dùng cái phây này để nai. Đây, đây là mặt nạ nhá. Mặt nạ có kèm cả hai gói BB nhá. Cái BB thì rất là ok nhá mọi người. BB nó thay cho kem chống nắng này, kem lền và kem che khuyết điểm. Và đồng thời thì nó cũng dưỡng da nữa nhá mọi người, nó dưỡng da. Mọi người vào đông đông đi, 10 người là chúng ta sẽ bắt đầu chơi game nhá. 10 người là sẽ bắt đầu chơi game nhá. Mọi người có biết Lan đang cầm trên tay sản phẩm gì không ạ? Đây là sản phẩm trị thâm quầng mắt nhá. Sản phẩm trị thâm quầng mắt, cái sản phẩm này thì nó có giá là 150.000 nhá mọi người. Trong livestream ngày hôm nay, nếu như mọi người mua cái sản phẩm sản phẩm trị thâm quầng mắt thì Lan sẽ tặng luôn mọi người cái cây lăn đá massage nhá. Đây là sản phẩm trị thâm quầng mắt này. Cái sản phẩm này nó có thiết kế là dạng bi ở trên đầu ấy, nên là mọi người lăn dễ dàng nhá. Lăn và massage luôn cho vùng mắt của mình, nó có tác dụng là trị thâm cái vùng mắt nhá. Ngoài ra thì nó còn cung cấp độ ẩm cho vùng mắt, nó làm giảm lếp nhăn nhá mọi người. Với một cái lọ như vậy thì sử dụng rất là lâu, phải hơn 1 năm mới hết đấy ạ. Tại vì nó chỉ sử dụng cho cái vùng mắt thôi, nên là mọi người sử dụng rất là lâu nha. Trong khi livestream thì Lan làm luôn cái nhiệm vụ là giảm thâm quầng mắt cho mình luôn, giảm lếp nhăn luôn nha. Lan thì có lếp nhăn ở dưới vùng bọng mắt dưới nha mọi người. Mọi người chia sẻ đi nào, 10 người là sẽ bắt đầu chơi game nhá. Chơi game tặng son 195.000 nhá. Chơi game tặng son 195.000 cho mọi người nhá. Đang làm gì đấy, có nhớ mình không? Hằng Vi à? Hằng Vi ơi, tớ không nhớ. Tớ đang like tặng quà cho mọi người và tớ bán mỹ phẩm nên là tớ sẽ like giới thiệu mỹ phẩm. Hằng Vi ở đâu đấy? Chào Phương Tú. Chào em Phương Tú nhá. Mọi người chia sẻ đi, chia sẻ để đông người chúng ta sẽ bắt đầu chơi game nào. Game hôm nay cực kỳ hấp dẫn nhá. Theo chào Lưu. Game theo chào Lưu nhá mọi người. Đố câu đố vui nhá. Em Phương Tú. Lan sử dụng cái cây lăn đá massage này để lăn cho cái vùng mắt của Lan vừa rồi nha. Lan vừa mới sử dụng cái trị thâm vùng mắt nha. Chào Hà Trần yêu đời. Chị Lan mãi kiếm tiền quên mất chị Hằng rồi. Hằng nào nhỉ? Chị không nhớ là chị Hằng nào ấy. Hằng nào sao chị không nhớ, dạo này xinh. Khi mà mọi người sử dụng cái cây lăn đá này thì nó sẽ có tác dụng nhanh gấp nhiều lần so với mọi người sử dụng tay để massage nhá. Làm như thế này thì máu của mọi người lưu thông rất là tốt nhá. Nó có hai đầu, một đầu nhỏ và một đầu to ấy. Thì đầu to sẽ dùng để massage cho da mặt của mình, sẽ hữu ích hơn rất nhiều là mọi người sử dụng cái tay của mình dùng để massage cho da mặt nhá. Rất là thích luôn. Khi mà sử dụng cái này xong thì cảm giác cơ mặt của mình nó như là được tập thể dục ấy, nó tăng hơn và máu của nó được lưu thông ấy, rất là tuyệt vời nhá. Khi mà mua cái sản phẩm trị thâm quầng mắt này thì Lan sẽ tặng luôn cái cây lăn đá này nhá. Cây lăn đá này thì có giá là 30.000 nhá. Khi mua sản phẩm trị thâm quầng mắt, Lan sẽ tặng luôn cái cây lăn đá này nhá mọi người. Em chào chị Hường. Em chúng có chúng quà thì tặng em cây lăn đá. Ok, chị tặng em cây lăn đá luôn nhá em Hương. Cái cây lăn đá này thích cực kỳ luôn. Nó hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với việc dùng tay massage trên mặt đấy ạ. Sử dụng rất là thích nhá em Hương ạ. À.
mọi người kéo lên trên bên trên nhé, vì mình hay bị nhăn ở vùng đuôi mắt này, mình sẽ kéo lên trên nhé mọi người. Rất là hiệu quả nhé. Ok, bây giờ Lan sẽ chơi game nhá. Lan sẽ chơi game nhé mọi người. Mọi người có nhìn thấy không? Ờ, chết ra ngược, sorry mọi người. Sao đây chị à? Ô, sao cái này nó bị ngược nhỉ? Nó bị ngược. Mọi người nhìn thấy chưa? Nó... Mọi người có nhìn rõ không? Để chị ghim nhá. Yêu chị luôn, em chia sẻ cho chị rồi nha. À, đây là câu hỏi đố vui cho mọi người hôm nay nhá. Nè mọi người nhìn này. Có miệng mà chẳng nói chi, bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn. Đúng mọi người, đó là cái gì đấy ạ? Vì Lan hết bút dạ nên là Lan phải sử dụng cái bút bi, nó hơi khó nhìn nhá. Lan đọc câu hỏi nhá, không nhìn thấy gì. Có miệng mà chẳng có chi, bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn. Đố mọi người là cái gì? Chị sẽ viết ghim vào đây nhá. Có miệng mà chẳng có, mà chẳng nói chi, bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn. Đố mọi người là cái gì? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Có nhìn rõ không? Nhìn rõ không? Chào Đào Phương nhá. Mọi người có nhìn thấy không? Có miệng mà chẳng nói chi, bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn. Thấy không ạ? Thấy không ạ? Cái giếng không đúng. Mọi người đoán đi. Có miệng mà chẳng nói chi, bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn. Đố mọi người đó là cái gì ạ? Cái này là nhà ai cũng có nhá. Nhà ai cũng có cái này nhá. Có miệng mà chẳng nói chi, bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn. Cái này là nhà ai cũng có nhá mọi người. Chị đang ghim câu hỏi lên đây. Mọi người đoán đi ạ. Chị đã ghim rồi nhá, chị đã ghim rồi nhá. Là cái gì vậy chị? Cái ao. Không đúng, cái giếng không đúng. Chị gợi ý là cái này thì nhà ai cũng có nhá. Cái này thì nhà ai cũng có đấy ạ. Có miệng mà chẳng nói chi, bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn. Cái này là nhà ai cũng có nhá mọi người. Nhà ai cũng có cái này nhá. Nhà ai cũng có cái này nhá. Nồi cơm. Không đúng, không đúng. Không đúng. Không phải nồi cơm đâu. Quà đầu tiên sẽ tặng mọi người đấy là son nhá. Son nhá, son nhá, 195.000 nhá, son nhá. Miệng nồi không đúng. Mọi người nhớ là tham gia game hãy chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và chia sẻ vào nhóm chợ 5 lần nhá. Đây là đang theo chào new nhá, đố đố nhá. Có miệng mà chẳng nói chi, bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn. Đố là cái gì, cái gì, cái này là nhà ai cũng có nhá. Thùng rác không đúng. Không đúng thùng rác nhá.
Mọi người nhá, mọi người hãy tưởng tượng nhá. Bụng phình như chửa thì nghĩa là một nửa của nó là phình ra, còn một nửa là sẽ không phình ra đâu ạ. Nên là nó không tròn đâu nhá mọi người. Bụng phình như chửa, hãy tưởng tượng cái gì mà nó bụng phình như chửa ạ? Nhà ai cũng có nhá, nhà ai cũng có. Cái này nhà ai cũng có nhá. Hãy tưởng tượng về một người đang bầu nhá, nó tựa như vậy nhá. Cái ấm không phải. Những cái gì mà hình tròn như là thùng rác hay là nồi cơm điện ý, thì mọi người đừng nghĩ đến nhá. Hãy nghĩ đến cái gì mà một lửa trước của nó sẽ là phình ra, còn một lửa sau là nó sẽ không có độ phình ra đâu ạ. Chào Nguyễn Hưng Thảo nhá, cái chum không đúng. Đã nhìn thấy người đoán đúng rồi đây này. Cái chóe, cái bát. Không đúng. Bạn Nguyễn Ngọc Hà đã trả lời là cái chốt cửa là ok rồi đấy ạ. Câu trả lời đấy nhá mọi người. Cái chốt cửa. Câu hỏi không khó một chút nào đúng không? Là cái chốt cửa nhá mọi người. Đó là cái chốt cửa. Đó là cái chốt cửa nhá bạn Ngọc Hà nhá. Ngọc Hà nhớ là phải chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và chia sẻ vào nhóm chợ 5 lần nhá. Nếu như chị kiểm tra mà em không chia sẻ thì chị cũng sẽ không trao quà cho em đâu nhá. Em hãy chia sẻ đi. Chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và vào nhóm chợ 5 lần nhá. Sau đó chụp màn hình và gửi cho chị nhá. Cho chị địa chỉ của em luôn nhá. Chị sẽ gửi cho em một thỏi son linh hương. Và son linh hương thì nó đang có 8 màu nhá. Sau khi hết livestream chị sẽ gửi cho em cái bảng màu và em chọn cái bảng màu của son linh hương nhá. Em thích màu nào thì chị sẽ tặng em màu đó nhá. Ngọc Hà em ở đâu? Khi mà chị gửi quà thì em chỉ việc nhận quà thôi nhá. Chị sẽ gửi phí ship hết toàn bộ cho em nhá. Chào em. Cái sản phẩm tiếp theo thứ hai mà Lan sẽ giới thiệu với mọi người đấy chính là sản phẩm kem body. Bây giờ đang là thời điểm sắp đến của mùa hè và cũng đang là cái thời điểm cỗ bàn này hay là chuẩn bị đi du lịch nhiều nhá. Mọi người hãy dinh cho mình một cái em kem body ninh hương này nhá. Đây là sản phẩm kem body ninh hương nhá. Sản phẩm này thì nó có tác dụng là làm trắng da từ sâu bên trong nhá mọi người. Nó sẽ làm cho da của mình được mềm mịn, được căng hơn, nhìn trông sẽ rất là đẹp ạ, trắng sáng nhá. Nhìn thấy em không chị? Chào em Tuyết Tùng có nhìn thấy nhá. Chơi tiếp đi. Không thấy Lan Hương trả lời gì cả. Chào Chu Nhiễu nhá. Đây là sản phẩm kem body linh hương bên nhà Lan nhá. Thảo béo ai chả nhìn thấy. Đây là sản phẩm kem body nhá. Sản phẩm này thì sử dụng cũng rất là đơn giản nhé mọi người. Mọi người chỉ việc bôi lên trên da của mình một ngày 2 lần nhá. Trước khi đi ngủ thì hãy bôi sản phẩm. Sản phẩm này thì nó có dạng như thế này. Đó là dạng kem nhá. Sánh mịn như là sữa chua luôn nhé mọi người. Na sẽ test cho mọi người thấy cái độ lên tông của em này nhá. Sau khi mọi người bôi lên da thì em này nó đã giúp cho da của mình lên tông rồi. Đồng thời nó sẽ làm cho da của mình mềm mịn hơn nhá. Chơi đi để nhận quà nào. Em có trả lời mà. Nhưng mà chị nhìn thấy cái bình luận của bạn Ngọc Hà là đầu tiên em nhá. Chị nhìn thấy bình luận của bạn Ngọc Hà là đầu tiên nhá. Sau đây đã sẽ test cho mọi người nhìn nhá. Mọi người sẽ nhìn thấy cái độ chênh lệch khác nhau hoàn toàn giữa hai cánh tay sau khi mà Lan test nhá. Khi mà bôi kem body này thì sẽ tự tin trước mọi người luôn nhá mọi người. Da của mình sẽ sáng và lên tông cực kỳ nhá. Rất là mềm mịn. Cái sản phẩm này thì nó sẽ thẩm thấu vào da luôn nhá. Sau khi mọi người bôi thì hãy vỗ nhẹ để cho kem được thẩm thấu vào da nhá. Lan đã làm một cái video về test kem body rồi nhá. Mọi người xem lại thì sẽ thấy cái sản phẩm này rất là ok nhá. Khi mà mọi người đi chơi sử dụng cái sản phẩm này thì quả là tuyệt vời nhá. Giờ đang là mùa cỗ này, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp đến rồi. Em này thì nó có giá là 175.000 nhá.
Và trong cái livestream ngày hôm nay thì khi mà mọi người mua cái sản phẩm này, Lan sẽ tặng cho mọi người 50.000 vào sản phẩm nhá. Nghĩa là khi mọi người mua sản phẩm, Lan sẽ tặng cho mọi người 50.000 trừ luôn vào tiền sản phẩm luôn nhá. Vỗ nhẹ nhá, vỗ nhẹ nhá. Nếu như mọi người không thích 50k thì Lan sẽ tặng cho mọi người là một em tẩy tế bào chết. Một em tẩy tế bào chết này đang có giá là 100.000 nhá mọi người. 100.000 nhá, 100.000. Đó, mọi người hãy nhìn nhá. Mọi người có thấy khác nhau không? Thấy khác nhau hoàn toàn chưa? Mềm mịn hơn rất nhiều đúng không? Rất là mềm mịn, trắng sáng luôn. Và nó không hề lộ vân kem nhé mọi người. Sản phẩm này không hề lộ vân kem. Nó thẩm thấu vào da và nó sẽ có tác dụng là chống nắng cho da luôn. Không hề bắt nắng nhé mọi người. Yên tâm là không hề bắt nắng nhá. Mọi người thấy chưa? Thấy độ thần thánh của em ý chưa? Cực kỳ mềm mịn luôn nhá. Trắng sáng nhé mọi người. 375.000 mà mọi người sẽ sử dụng được trong vòng khoảng 6 đến 7 tháng ạ. 6 đến 7 tháng mới hết được em này nhá. 375.000 nha em Ninh nhá. Một hộp này thì nó có dung tích là 200mm nhá. 200mm dùng được trong khoảng từ 6 đến 7 tháng nhá. Đây là sản phẩm bôi kem body nhá. Ok nhá, con nhỏ hay là con bú đều dùng được hết nha em nhá. Kể cả bầu nhá, vì nó là sản phẩm chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên nhá. Mọi người nhìn thấy rõ không? Trắng sáng và mềm mịn hơn rất nhiều ạ. Trong livestream ngày hôm nay khi mua sản phẩm này thì chị sẽ chiết khấu 50k khi mà mọi người mua cái sản phẩm này, hoặc là chị sẽ tặng cho mọi người cái kem tẩy tế bào chết chị 100.000 nhá, tùy mọi người thích thôi. Mua một mà được hai nhá. Kem tẩy tế bào chết là chị giá 100.000 nhá. Khi mọi người mua sản phẩm này thì chị sẽ tặng cho mọi người kem tẩy tế bào chết hoặc là chiết khấu 50k khi mua sản phẩm nhá. Rất là ok nhá, sản phẩm của nó thơm cực kỳ nhá mọi người. Chất kem mềm mịn ạ. Khi mà bôi xong thì nhớ là vỗ nhẹ để cho kem thẩm thấu tốt hơn nhá. Và mọi người bôi cái kem này tốt nhất là sau khi mọi người tắm xong ấy, khi ấy lỗ chân lông nó được giãn lở ra thì bôi kem, kem sẽ thẩm thấu vào da nhanh hơn. Và bôi trước khi đi ngủ. Đồng thời là đến sáng hôm sau dậy thì mọi người cũng bôi kem, lên bôi kem tốt nhất vào thời điểm trước 8 giờ nha mọi người. Như vậy thì da của mình sẽ hấp thu tốt nhất và nhanh nhất nha. Khác chưa mọi người thấy không ạ? Rất là khác nha. Chỉ có 375.000 mà mua một em này sử dụng trong vòng 7 tháng. Sau khoảng 1 tuần mọi người sẽ thấy da của mình khác và thay đổi rất nhiều nhá. Sau khoảng 2 tuần thì da đã trắng sáng hơn rất nhiều. Cái kem này nó còn có tác dụng chống nắng nữa nhá. Ok em Ninh nhá. Tiếp theo là mình sẽ chơi game tiếp nhá. Chơi game nhá, chơi game nhá mọi người. Chơi game nhá, chơi game nhá. Mọi người có nhìn thấy không? Con em vẫn đang bú. Vẫn đang bú dùng được nha em nhá. Cái sản phẩm này thì tất cả mọi lứa tuổi, không phải mọi lứa tuổi mà trẻ nhỏ thì cũng không nên dùng nữa nhá. Bầu bí hay là con nhỏ đều dùng được em nhá. Bây giờ mình sẽ chơi game tiếp nhá. Chào em Cường. Đã dọn hàng rồi à? 9 giờ. 9 giờ. Hôm nay bán hàng ok không? Câu hỏi tiếp theo nhá mọi người. Mọi người nhìn này, có nhìn thấy không? Chị đọc câu hỏi nhá, sau đó chị sẽ ghim vào. Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho con mình. Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho con mình, đố mọi người là gì? Đố mọi người là gì? Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho con mình. Đoán đi, đoán đi. Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho con mình, mọi người đoán đi. Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho con mình là gì?
Mọi người đoán đi ạ. Cho con một người mẹ cũng được tí ti. Nguyễn Văn Chính, chào Nguyễn Văn Chính nhá. Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho con mình là gì? Mọi người hãy đoán đi ạ. À, là tiền, không đúng ạ. À. Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho con mình là gì? Không phải là tiền, không nói đến tiền, không nói đến vật chất nha mọi người. Đoán đi nào. Vẫn khoe tay nhá. Đang test cam body nhá. Đây là sự khác nhau của hai cánh tay nhá. Một bên là Lan test cam body nhá, và một bên là Lan không bôi gì nhá. Mọi người nhìn thấy không? Da cực kỳ mềm mịn nhá, trắng luôn nhá. Lên tông luôn nhá mọi người. Ngoài ra thì cái cam body còn có thành phần chống nắng nhá. Là tiền, không đúng. Điều quan trọng nhất mà cha có thể mang lại cho con là gì? Mọi người hãy đoán đi. Cái này cũng dễ lắm ạ. Hình hài. Không đúng. Chào bạn nhá. Chào Nguyễn Văn Chính nhá. Tớ đang đố mọi người nhá. Tớ đang đố câu đố là điều quan trọng nhất mà người cha có thể mang lại cho con mình. Đó là điều gì? Cái điều này là các bạn nam thì phải rõ ràng hơn các bạn gái nhá. Đang hỏi về người cha mà hình hài không đúng nha em. Hình hài không đúng nhá. Chào em Phương nhá. Hạnh phúc. Chưa đúng. Điều quan trọng nhất mà người cha có thể mang lại cho con mình. Điều quan trọng nhất mà người cha mang lại cho con là gì? Người cha mang lại cho con cái điều gì? Điều quan trọng nhất. Chồng em không biết. Bảo vệ. Không đúng nhá. Cái này chị phải tìm hiểu mãi mới ra được cái câu hỏi này đấy nhá mọi người. Cái chị gợi ý là cái này nó là điều chủ chốt nhá, nó là điều chủ chốt để dẫn đến những cái khác trong gia đình của mình nhá. Yêu thương mẹ. Đoán đi. Chị gợi ý rồi, cuộc sống tốt. Không đúng nhá. Vừa lấy chị đã gợi ý rồi đấy. Ngọc Hà ở đâu nhỉ? Quan tâm không đúng, làm gương không đúng. Ngọc Hà ơi, em ở đâu đấy? Em ở đâu Ngọc Hà? Người cha tốt không đúng nhá. Bờ vai vững chắc cũng không đúng nhá. Chào em Thông nhá. Lần trước Lan có làm một cái game là có một người đã trúng hai game của Lan ấy. À, trong ngày hôm nay thì cũng có bạn như vậy ạ. À. Chỗ dựa không đúng ạ. À. Người trả lời đúng lại là bạn Ngọc Hà nhé mọi người. Bạn Ngọc Hà đã trả lời đúng rồi đấy ạ. À. Đó là yêu thương mẹ của con mình. Đấy chính là cái câu trả lời đúng nhá. Đó là dạy dỗ cho con lên người. Nghiêm xá.
Thế thì chị đi mang hàng cho em gần. Nhà chị ở khu đô thị nhá. Em biết chị không? Ngọc Hà, em biết chị không? Nhà chị ở trong khu đô thị nhá. Nhà chị trong khu đô thị nhá, Ngọc Hà. Sản phẩm mà chị tặng sẽ là cái có hai cái thì em thích chọn cái gì thì chị sẽ tặng em cái đi. Ờ thế em trả lời đúng à chị? Ừ em trả lời đúng rồi. Em là người thứ hai trúng hai lần liên tiếp trong game của chị nhá. Lần trước là một chị ở Yên Phụ, còn lần này thì là một em ở Nghiêm Xá. Em có con đi học ở trường cấp 1 không? Nếu như em có con đi học ở trường cấp 1 ý, thì em nhà chị ở gần trường cấp 1 nhá. Cái quà đầu tiên chị tặng em sẽ là một thỏi son. Còn cái quà thứ hai là chị tặng em sẽ là cái sản phẩm một trong hai cái này em thích chọn cái nào thì chị sẽ tặng em cái ý nhá. Một trong hai cái này em thích chọn cái nào thì chị sẽ tặng em cái ý nhá. Em trả lời đúng rồi. Mọi người có muốn chơi game nữa không? Mọi người có chơi game nữa không? À trước khi chơi game thì lại mọi người có muốn chơi game nữa không? Tiếp tục sẽ tặng mọi người cái gì đây? Tặng mọi người gel tẩy tế bào chết nha. Gel tẩy tế bào chết nha. Tặng mọi người gel tẩy tế bào chết nha. Em không biết chị ơi. Thế thì cứ cho chị cái địa chỉ của em đi. Chị sẽ mang quà gửi cho em nha. Gửi cho em quà đến tận nhà nha. Em không chị. Vui vui nhưng vẫn muốn chơi à? Những cái câu hỏi này chị đặt ra dễ mà, làm gì có khó đâu. Cái sản phẩm tiếp theo mà Lan sẽ giới thiệu với mọi người đấy chính là sản phẩm sữa rửa mặt Minh Hương nhá. Đây là sản phẩm sữa rửa mặt Minh Hương này. Cái nọ này thì nó có tác dụng là kiềm dầu rất tốt nha. Đối với những bạn mà da dầu ấy, khi sử dụng cái em này thì rất là tuyệt vời nhá. Ngoài cái tác dụng là kiềm dầu thì nó còn sẽ làm cho da của chúng ta trắng sáng hơn, da không hề bị khô nhá mọi người. Nó làm sạch sâu cho da của mình đấy ạ. Làm cho da của mình sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều. Sản phẩm này thì có dung tích là 60g nhé mọi người. Giá của em ý là 250.000. Và trong cái line này mọi người mua hàng thì em ý sẽ chỉ còn là 200.000 thôi nhá. 200.000 khi mà mua cái em này nhá. 200.000 nhá. Trong line này hôm nay thì Lan sẽ bán với giá 200.000 nhá. Ngoài ra nếu như mọi người không thích thì mọi người sẽ được tặng luôn một em này. Một em này sẽ là trị giá là 100.000 nhá. Gel tẩy tế bào chết này trị giá là 100.000 nhá. 250.000. Bây giờ cộng thêm một em này nữa sẽ là 350.000. Mà mọi người chỉ cần phải trả là 250.000 thôi nhá. Có chị ơi. Ok ok mọi người hãy nhìn đi. Đây là sản phẩm sữa rửa mặt nhá. Nhìn em này như vậy thôi nhưng mọi người sẽ sử dụng được khoảng 1 năm trời không hết đâu đấy ạ. Một đông một ngày Lan rửa mặt 2 lần nhưng da của Lan không hề bị khô nhé mọi người. Một đông Lan rửa mặt 2 lần nhưng da không khô bởi vì em này nó có tác dụng là làm cho da của mình được mềm mượt nhá, không hề bị khô da nhá. Đồng thời nó cũng là sản phẩm kiềm dầu rất tốt nhé mọi người. 60g ạ. Còn đây là cái bao bì của sản phẩm nhá. 250.000 nhá, 250.000. Tặng một em gel tẩy tế bào chết nha, trị giá là 100k nhá. Dương Tiến Thủy chào em nhá. Em dùng được 3 tháng rồi mà mãi không hết. Ồ ok Ninh, vì cái sản phẩm này nó sẽ dùng được khoảng 1 năm trời cũng không hết ý. Chị dùng được từ cuối mùa hè của năm ngoái mà đến bây giờ chắc nó chỉ hết 1/3 thôi. Rất là đậm đặc nhá, cái sản phẩm này rất là đặc. Và nó là ở dạng nó dùng rất là thích mà. Khi mà mọi người sử dụng cái sản phẩm này thì phải tạo bọt nó lên nhá. Khi mà mọi người tạo bọt thì những cái tích thể bọt ấy nó sẽ đi sâu vào trong da của mình thì da của mình sẽ được sạch hơn rất nhiều. 250.000 thôi và tặng thêm một cái em gel tẩy tế bào chết này nghĩa là chỉ còn có là 150.000 nhá. 150.000 cái sản phẩm này.
Tính giá chỉ là 150.000 thôi. Khi mà mua một em này sẽ được tặng luôn em gel tẩy tế bào chết nha, trị giá 100k. Sản phẩm này trị giá 100k rồi mọi người. Mua một mà được hai nha, giá cực kỳ ưu đãi trong nay ngày hôm nay nha. Sử dụng một năm trời không hết nha, kiềm dầu cực kỳ tốt đối với các bạn mà da dầu, da mụn nha. Thì sử dụng em này đó là sự lựa chọn rất là sáng suốt nha mọi người. Sáng da. Còn đối với em kem body này cũng vậy nha. Khi mọi người mua em kem body này với giá 175.000 thì chỉ còn là 275.000 thôi nha. Bởi vì sẽ được tặng thêm cả em này nữa. Em này giá 100k rồi mọi người ạ. 375.000 tặng thêm một em gel tẩy tế bào chết trị giá 100k nha. Tức là mọi người chỉ phải mua sản phẩm với giá là 275k thôi ạ. Rất là tuyệt vời nha, cực kỳ hấp dẫn nha mọi người. Lan đã tặng cho mọi người 100.000 khi mà mua sản phẩm bên Lan nha. Mua sản phẩm là sẽ có tặng luôn gel tẩy tế bào chết trị giá 100k nha mọi người. Bây giờ Lan đã hết cái câu hỏi rồi. Giờ Lan sẽ đố đoán số nha. Lan sẽ đố đoán số nha mọi người. Lan sẽ đố mọi người đoán số nha. Tìm số. Bây giờ mọi người sẽ đoán một cái số. Lan sẽ làm một cái game nữa và tặng cho mọi người cái keo tẩy tế bào chết này nhá. Vẫn là tặng keo tẩy tế bào chết nha mọi người. Tặng keo tẩy tế bào chết nè. Có ai thích chơi game nữa không? Có ai thích chơi game nữa không? Chào em Chiêm nhá. Gần 9 rưỡi rồi. Mình sẽ chơi một cái game nữa là Lan sẽ kết thúc live nhá mọi người. Nhớ là trong live stream ngày hôm nay Lan sẽ tặng mọi người cái sản phẩm gel tẩy tế bào chết này khi mà mọi người mua bất cứ sản phẩm nào nhá. Em này đã trị giá là 100k nhá. Sản phẩm hôm nay Lan giới thiệu đó chính là kem body, sữa rửa mặt và cái tinh dầu trị thâm quầng mắt nhá. Với sản phẩm tinh dầu trị thâm quầng mắt thì Lan sẽ tặng cho mọi người cái cây lăn đá này nhá. Cây lăn đá trị giá 30k nhá. Cực kỳ là hiệu quả nhá mọi người. Chào em Chiêm. Mọi người có muốn chơi game nữa không? Để chơi game nữa nào, sẽ làm một cái game nữa. Đã 9 rưỡi rồi đấy ạ. Hôm nay Lan live sớm hơn mọi hôm là 9 giờ mới live, nhưng hôm nay là 8 rưỡi, hơn 8 rưỡi là live để kết thúc sớm. Nếu không buổi tối sẽ check tin của mọi người rất là muộn. Mạng kém à. Chị đang ngồi ở cái chỗ này là gần cái cổng wifi nhất rồi nha. Mọi người có ai thấy không? Hôm trước live cũng là mạng kém. Mọi người có ai muốn chơi game nữa không? Chơi game để tặng gel tẩy tế bào chết nha. Alo, có ai chơi nữa không? Trả lời. Chơi để tặng gel tẩy tế bào chết nào. Tặng để trải nghiệm cùng với sản phẩm của Linh Hương nhá. Đứa hàng xóm nhà em nó bảo dùng Kala Kai thăm mắt ý hết thăm thật hả? Ừ ok, cái sản phẩm này là trị thâm quầng mắt mà em. Cái sản phẩm này trị thâm quầng mắt rất là tốt này. Ngoài trị thâm quầng mắt ra thì nó còn giúp cho mắt của mình được dưỡng ẩm rất là tốt nhá. Và nó giảm lếp nhăn cho vùng mắt của chúng ta nhá. Vùng mọng mắt hay là cái vùng đuôi mắt, nó sẽ giảm lếp nhăn rất là tốt. Em kết hợp với cái sản phẩm cây lăn đá Thạch Anh này này thì hiệu quả của nó sẽ nhanh gấp 10 lần nhá. Không phải của chị ạ. À, mạng của nhà em hả? Mọi người có chơi game nữa không? Ai muốn chơi game nữa để Lan chơi tiếp nào? 9 rưỡi rồi đấy ạ. 150k tặng thêm cái cây lăn đá Thạch Anh này nha. Cây lăn đá này đã giá 30k rồi ạ. Còn kem body và sữa rửa mặt thì sẽ tặng thêm gel tẩy tế bào chết trị giá 100k nhé mọi người. Chỉ trong nay ngày hôm nay thôi mọi người sẽ mua sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi nhá. Được giảm 100k luôn nhé mọi người. 275k mà được sẽ được tặng một cái em gel tẩy tế bào chết này. Trong khi giá của nó bình thường đã là 175k một cái hộp kem body này rồi ạ. Hôm nay chỉ có là 275k thôi. Còn em này thì là 150k nhá. Có Lan Hương. Hết câu hỏi rồi, bây giờ sẽ là đố mọi người đoán số nhá. Đoán số nhá, mọi người đoán số đi. Lan sẽ viết ra hai số cho nhanh.
Mọi người bàn số đi, chị sẽ viết ra hai số nhá. Chị sẽ viết ra hai số, mọi người đoán đi. Mọi người đoán số đi để tặng thêm một em gel tẩy tế bào chết nữa nhá. Tặng thêm một em gel tẩy tế bào chết nữa cho mọi người nhá. Thế như mạng kém hay sao ấy, không thấy comment gì cả. Không thấy ai. Không thấy ai trả lời. Mọi người có nhìn thấy không? Không thấy ai trả lời, không thấy ai cả. Em Hà ơi, em inbox cho chị nhá. Cho chị cái số điện thoại của em ý, rồi xong ngày mai chị sẽ gọi điện cho em. Chín sáu Nam Hương, có em Nam Hương, Nguyễn Minh Thúy, 38, có 3 người à? Chín mươi, không đúng. Sáu mốt. Chỉ còn 3 người thôi, còn 3 người thôi. Bảy tư. Còn 2 người thôi. Chúng chưa chị? Còn có 2 người chơi cho em ạ. Chưa đúng. Còn 2 người chơi cũng buồn. 16. Không đúng. 9 rưỡi rồi, 9 rưỡi rồi. Khá muộn rồi. 04. Không đúng. 87. Chưa đúng ạ. 022. Chưa đúng. Chưa đúng em nhá, chưa đúng đâu Ngọc Hà. Sáu chín chưa đúng. Chín chín chưa đúng. Ba tư bảy mốt, chị vẫn đang nhìn nha. Chưa đúng nha mọi người, chưa thấy ai đúng cả. Chưa đúng, tại vì là chưa đoán trúng thôi. Có 3 người đang tham gia game này thôi. Bán tiếp đi mọi người, chưa đúng đâu. Khó phết đấy. Cái này em thấy khó hơn là cái đoán câu hỏi hả? Chị thấy đoán cái câu hỏi đấy cũng khó. Chơi cái đoán số nhiều quá nên là cũng muốn thay đổi một chút em ạ. 86 chưa đúng. 11 chưa đúng nhá. 5 anh chơi game nhá. Lên là ai vào xem thì hãy cứ đoán số đi. Và mọi người nhớ là chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và chia sẻ 5 lần vào nhóm chợ nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và 5 lần vào nhóm chợ nhá, sẽ được Lan tặng quà nhá. Tặng gel tẩy tế bào chết này trị giá 100k nhá mọi người. Trị giá 100k. 44 chưa đúng, 00 chưa đúng nhá.
15 chưa đúng. Gợi ý đi, có hai số gợi ý gì? 19 chưa đúng. Có hai số thôi chứ có phải là có ba số đâu mà gợi ý em. 82 chưa đúng nhỉ. 07 chưa đúng nhỉ. Chị ơi chơi gì thế Hương Sen? Chị đang chơi đoán hai số, chị viết ra giấy nhá em nhá. Đoán đi, đoán đi. Đoán hai số chị viết ra giấy nhá. Chưa thấy ai đúng nhá. 55 chưa đúng. Sẽ tặng một gheo tẩy tế bào chết nhá. Chị giá 100k. Gheo tẩy tế bào chết chị giá 100k nhá. 25 chưa đúng chim nhá. Mọi người đoán đi, đoán đi. Sẽ tặng mọi người gheo tẩy tế bào chết nhá. Chị giá 100k nhá mọi người. Gheo tẩy tế bào chết 100k nhá. Ok, từ 0 đến 99. Chưa đúng, chưa đúng. Chào Nguyễn Thị Minh nhá. 5544 chưa đúng. 51 chưa đúng. 18 chưa đúng. Không đúng 67 nhá. 52 không đúng. Năm tám chưa đúng. Mười chưa đúng. 53 chưa đúng. Đây trả con, lấy cho mẹ đôi thế ra đây. Chưa đúng nha, chưa thấy ai đúng cả. Chưa đúng đâu Trâm. Trâm Tuyên. À, 13 chưa đúng, 42 chưa đúng. Được rồi, con cứ để đấy. 48 chưa đúng, 92 chưa đúng. 10 chưa đúng. 43 chưa đúng ạ, 65 chưa đúng. 47 chưa đúng nha. Một bốn bốn chưa đúng ạ. Chị nhìn thấy không? Chị nhìn thấy Hương Sen mà nhìn thấy comment của Hương Sen rồi nhá. 16 chưa đúng. 17 chưa đúng. 67, 36 chưa đúng nha. 63 chưa đúng. Đây là sản phẩm đai sinh nhiệt này mọi người. Cái đai sinh nhiệt này thì tặng cho bạn nào mua gheo tan mỡ là sẽ được tặng đai sinh nhiệt trị giá 199k. Trong cái đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì bên An có rất nhiều cái ưu đãi đối với mọi người khi mua sản phẩm nhá. Mua sản phẩm nào cũng sẽ được tặng quà hết nhá. Mà quà toàn quà giá trị thôi nhá, không có quà nào là ít tiền cả. 734478 chưa đúng, 25 chưa đúng. 4, mọi người nhìn thấy không? Đây là đai sinh nhiệt này, 199k nhá. Tám mươi bốn tám chín mốt chưa đúng, 74 chưa đúng. Tám hai chưa đúng. Đúng cả.
đã có người bỏ cuộc rồi. 87 chưa đúng, 86 chưa đúng, 39 chưa đúng, 79 cũng chưa đúng nhỉ. Mười chín chưa đúng nhỉ. Sáu tư chưa đúng nhỉ. Đọc lại câu hỏi đi chị. Chị đang đố hai số thôi. Chị viết ra giấy hai số, mọi người cứ việc đoán thôi. Mọi người đoán đi, hai số mà chị viết ra giấy quên ạ. Từ 0 đến 99 nhá. Những cái số mà mọi người đã đoán rồi thì đừng đoán nữa nhá. Sẽ giới hạn từ 00 đến 50 nhá mọi người ơi, giới hạn từ 00 đến 50 nhá, từ 00 đến 50 nhá. Sáu tám chưa đúng. Chị sẽ tặng cái em gel gel tẩy tế bào chết nha, chị tám 100k tặng gel tẩy tế bào chết, chị tám 100k nhá. 22, 03, không đúng, 38 chưa đúng, 28 chưa đúng. Chọn số của em đi. Đã đoán đúng đâu mà chọn. Chị đã viết ra giấy rồi. Mọi người cứ đoán đi. Đã nhìn thấy chủ nhân rồi nha, đã nhìn thấy chủ nhân đoán đúng rồi nha. Đâu rồi? Người mà chị thấy đoán đúng đầu tiên này. Ghim luôn. À, chúc mừng Trâm Tuyên nha. Cho chị cái địa chỉ cụ thể của Trâm mê rồi sau ngày mai chị sẽ gửi quà cho nhá. Một gel tẩy tế bào chết nhá. Một gel tẩy tế bào chết nhá, chị giá 100k. Một gel tẩy tế bào chết chị giá 100k cho em Tuyên. Chị hay quen gọi là Tuyền. Nhưng mà chị không nhìn thấy Lan Hương à, chị nhìn thấy của cái bạn Trâm Tuyên này thôi. Chị nhìn thấy số của bạn Trâm Tuyên này Hương ạ. Chị nhìn thấy số của bạn này đầu tiên đấy. Bạn Hà với cả bạn Tuyên nhá. Của Tuyên thì cho chị cái địa chỉ nhá. Em trước bạn ấy. Không, Quyên ơi, của Quyên còn của sau bạn ấy nhiều cơ. Của bạn ấy đoán trước em mấy người rồi xong mới đến em cơ Quyên ạ. Chị nhìn thấy của ai thì chị sẽ nói tên của người ý đầu tiên tại không để ý màn hình. Ok, sao chị sẽ vuốt lại xem nhá. Quyên ơi, của Quyên sau của bạn Tuyên mà, chị nhìn thấy mà. Của bạn Tuyên trước mà. Ừ, inbox cho chị nhá Tuyên. Chị nhìn thấy của bạn Tuyên trước này, còn của bạn Hương Sen thì xong lúc nữa chị sẽ kiểm tra lại nhá. Bây giờ vuốt nó cũng trượt hết lên trên rồi.
Hôm nay Quyên đi làm ca nào? Còn ai thích nhận gel tẩy tế bào chết của Lan nữa thì lần sau nhá, lần sau sẽ tặng cho mọi người tiếp nhá. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, gần 10 giờ rồi, đi ngủ thôi. Do máy chị ạ. Cũng có thể là do máy mà cũng có thể là do mạng luôn em ạ. Máy chủ của chị thấy ai chắc? Chị thì chị nhìn thấy của bạn Tuyên. Em không đoán trúng mà. Chị nhìn thấy của bạn Tuyên trước, lúc nữa chị sẽ xem lại cái của bạn Hương Sen nhá. Không cần phải kiểm tra vì chị nhìn thấy của bạn Tuyên trước mà. Rõ ràng là chị nhìn thấy, để chị xem cho Quyên nhá. Đây là chị nhìn thấy của bạn Tuyên, sau đó mấy người thì mới đến cái số của Quyên này. Chị nhìn xem này, số 09 của bạn Tuyên. Bạn Tuyên này, sau đó đến bạn Lan Hương, rồi lại đến bạn Tuyên. Bạn Tuyên, rồi đến Quyên là 88, 26, 10. Phải qua hàng tận mấy người thì mới đến Quyên là 09 Quyên ạ. Qua nhiều lắm, qua 7, 8 người cơ. Nói tóm lại là chị nhìn thấy của bạn Tuyên trước nha. Đây chị xem. Rồi, hết rồi, không bán nữa đâu Ngọc Hà. Lúc nữa Ngọc Hà cho chị cái số điện thoại nhá, xong ngày mai. Ô thế á, em thấy có mỗi mình em á. Chị thì chị vẫn thấy mấy người, nhưng mà có em này cũng của... Về gần sau này thì chị cũng thấy có cả... Nói tóm lại là ai hiển thị lên trước thì chị sẽ nói người đó trước. Về sau này chị chỉ thấy có mỗi là em Tuyên này, em Quyên này và em Hương thôi. Chẳng thấy ai đoán nữa cả. Về sau này chỉ thấy có 3 người đoán thôi nè. Không thấy ai đoán nữa. Thôi nha, bye bye mọi người. Em thấy có mỗi mình em. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Lần sau Lan like thì Lan sẽ báo cho mọi người nha. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye, hẹn lần sau. Và nhớ là nếu mọi người có mua bất cứ sản phẩm gì thì bên Lan đang có ưu đãi nha. Cứ mua một sản phẩm sẽ được tặng một sản phẩm nha mọi người. Rất là ưu đãi, chị thấy ai thì chị tặng. Thì chị tặng. Đúng rồi, chị nhìn thấy người nào đoán trúng trước thì chị sẽ tặng cho người đó thôi. Ok nhá. Cái chơi game này là chơi vui và chơi may mắn thôi mọi người nhá. Hai nữa là cũng có thể là cái do mạng ấy, có thể là do mạng nhà chị mà cũng có thể là do mạng của nhà mọi người ấy, nó hiển thị sau. Nên là mọi người chơi vui thôi. Thắc mắc. Chào Hồng Mận. Hồng Mận à. Mình kết thúc game rồi nha. Chào mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon.